Một bạn nữa hỏi là: A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con không biết đó có phải là nghiệp của mình không ạ? Khi con tức giận một việc gì đó, đôi lúc chính con không thể làm chủ, chính con không thể kiềm chế được câu nói của mình. Con mong quý thầy giải đáp cho con ạ. Con nên làm thế nào để hạn chế được nhất sự tức giận không hay đó ạ? Con xin cảm ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Nhà Phật gọi là gì? Gọi như vậy là mê. Mê có nghĩa là gì? Là chưa tỉnh đó. Nếu mà chúng ta tỉnh rồi á, tức là chúng ta giác. Chứ tỉnh á, gọi là gì? Gọi là giác. Nếu chúng ta giác ngộ rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được gì? Được bản tâm mình. Làm chủ được bản tâm mình thì chúng ta mới làm chủ được gì? Ý nghĩ và lời nói hành động của mình. Còn nếu chúng ta còn mê á, thì chúng ta chưa làm chủ được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Cho nên cái trường hợp này, theo như nhà Phật gọi là chúng ta còn mê. Vậy muốn làm chủ được á, thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Phải điều trị tâm. Phải điều trị tâm bằng cách nào? Có nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta chịu khó đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Đặc biệt là gì? Bản này nên đọc kinh nhân quả mà Đức Phật nói. Nên tìm hiểu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật. Khi các bạn tìm hiểu được, các bạn giác ngộ về giáo lý nhân quả rồi á, thì bắt đầu. Khi chúng ta khởi tâm suy nghĩ, cất chân động tay để hành động, hoặc là gì? Hoặc mở miệng phát ra lời nói, chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì? Cái nhân ác bằng lời nói hay hành động hoặc ý nghĩ mà chúng ta khởi ra ngày hôm nay thì chắc chắn nó sẽ thụ quả báo ở gì? Ở ngày mai. Cho nên chúng ta không dám để nó khởi ra, và không dám để nó phát ngôn ra, và không dám để nó hành động ra. Đó. Cho nên cái trường hợp này, thầy khuyên bạn này nên đọc và nghiên cứu sâu về kinh nhân quả của Đức Phật. Học, muốn học cho nó nhớ, các bạn có thể xem trong cái truyền tranh nhân quả thì để cho nó nhớ nữa. Và khi như vậy thì chúng ta thấy học như thế, tức là học từ căn bản, chữa đúng bệnh. Gọi là giống như là ở trong những người làm ngành y, người ta gọi là đúng người đúng bệnh. Người mà bị bệnh đau bụng thì phải cho uống thuốc đau bụng, người bị bệnh đau đầu cho thuốc đau đầu. Trường hợp bạn này như vậy, hỏi câu hỏi này như vậy, thì bạn nên, thầy cho bạn một cái gói thuốc, đó là đọc kỹ kinh nhân quả và chịu khó niệm Phật nữa. Nếu có thời gian thì bạn nên đọc kinh Địa Tạng nữa, nên đọc kinh Địa Tạng hàng ngày nữa, thì một thời gian sau thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn dần dần tĩnh lại. Và một cái việc nữa khiến cho qua con đường ăn uống của chúng ta, tức là bạn này, bớt ăn gì? Hành là một này, hẹ này, tỏi này, kiệu và hành tây. Năm loại này bạn bớt ăn đi, thậm chí không ăn nữa, thì cái tâm của bạn dần dần nó cũng gì? Cũng tĩnh lại. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là hành, hẹ, tỏi, kiệu. Nếu mà ăn sống thì tăng gì? Tăng thêm cái lòng gì? Lòng sân hận. Mà ăn chín thì tăng lên gì? Tăng thêm dục vọng. Tăng thêm dòng dục, tức là lòng dâm đó. Tâm tăng thêm cái tính dâm dục. Nếu mà ăn chín, ăn sống thì tăng thêm gì? Tăng thêm cái sự sân hận. Đấy là về ăn uống. Chúng ta bớt đi một thời gian cho thầy. Bạn này về có thể thử cho thầy khoảng độ tầm 1 cho đến 3 tháng. Thứ nhất là đọc kinh nhân quả. Thứ hai là niệm Phật. Và thứ ba có thể đọc kinh Địa Tạng nó càng tốt. Và đặc biệt về ăn uống, thứ tư, đó là không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, ăn kiệu và hành tây. Năm thứ này không ăn cho thầy thì sau 3 tháng bạn thấy cái sự sân hận ở trong tâm bạn á, nó giảm đi rất nhiều. Và cái sự nóng giận phát ra lời nói của bạn á, rất dễ được gì? Được kiềm chế. Rất dễ kiềm chế. Đấy, thầy xin trả lời câu hỏi đó như vậy.